Sun Jae-jin lên đồ như siêu mẫu ở hậu trường 39, mâu thuẫn với Song Hye-kyo vì huyên binh. Dù dự kiến bưng những thông tin liên quan đến bộ phim, nhưng mới đây, hình ảnh từ hậu trường 39 vẫn bị khán giả quay lại. Và dù là bộ phim có ba nữ chính, nhưng một lần nữa, người xuất hiện lại là Sun Jae-jin. Khác với những tạo hình khá đơn giản đã bị lộ ra trước đây, lần này Sun Jae-jin lên đồ như thời còn là tài phiệt ở Crash Landing on You. Khoảnh khắc cô thả dáng trên đường để đi lên xe đoàn phim trông không khác gì một người mẫu đang đi catwalk. Trong 39, Sun Jae-jin vào vai cha Mizo, người xuất thân giàu có và bây giờ là bác sĩ da liễu trưởng của một phòng khám ở Gangnam. Chính bởi xuất thân này mà trang phục trong phim của cô, dù là giản dị tiện lợi cho công việc hay váy áo lụa là thì đều vô cùng sang chảnh, toát ra mùi tiền. Ngoài Sun Jae-jin, 39 còn có sự góp mặt của nữ chính Hospital Playlist Jeon Mi-do và diễn viên Kim Ji-hun. Ba người sẽ vào vai hội bạn thân tuổi 39, cùng nhau chào đón ngưỡng cửa 40 đầy sóng gió nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Hiện tại tạo hình của hai nữ diễn viên còn lại vẫn còn là một ẩn số lớn, khi mãi vẫn chỉ thấy có Sun Jae-jin là xuất hiện ở hậu trường. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội Twitter lan truyền loạt ảnh của người qua đường chụp lại hình ảnh Sun Jae-jin đang trang điểm ở hậu trường phim 39. Ngay lập tức, nhan sắc chất lượng cao qua hình chụp chất lượng thấp của nữ diễn viên đã gây bão mạng. Cụ thể trong ảnh chụp, dù có chất lượng ảnh khá kém nhưng Sun Jae-jin vẫn nổi bật với làn da trắng sáng. Góc chụp tuy khá xa và mờ nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú, vóc dáng mảnh mai. Ở một số bức ảnh ghi lại cảnh mỹ nhân họ Sun đang diễn xuất cũng nhận được nhiều sự chú ý bởi sự chuyên nghiệp, tập trung cao độ của nữ diễn viên. Đáng chú ý nhất là khung cảnh lúc đoàn phim đang tạm dừng, Sun Jae-jin đã ngồi một góc tự trang điểm lại cho mình. Được biết đây chính là thói quen đi quay phim của bạn gái huyền binh. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô đều tự chỉnh trang lại cho mình mà không cần sự hỗ trợ của ekip. Cũng mới đây, người hâm mộ một lần nữa vô tình chụp được loạt ảnh của Sun Jae-jin trong lúc nữ diễn viên đang thực hiện quay ngoại cảnh. Dù chỉ chụp được phía sau nhưng vóc dáng thon thả của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Người hâm mộ hiện đang rất trông ngóng về màn tái xuất của bạn gái huyền binh. Nói về bộ phim 39, đây là dự án phim truyền hình dài 12 tập kể về câu chuyện cuộc sống đời thường của ba người bạn sắp bước sang tuổi 40. Trước đó vào tháng 6, nhà sản xuất phim đã công bố Sun Jae-jin sẽ đóng vai chính cha Mi-jo. Đây là một cô gái có xuất thân trong gia đình giàu có và hiện là bác sĩ trưởng của một viện da liễu ở Gangnam. Ngoài Sun Jae-jin, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khác như Jeon Mi-do, An So-hee, Jeon Gu-jin và Lee Mu-san. 39 là dự án do Kim San-ho, người từng cầm trịch phim Jeon-on làm đạo diễn. Kịch bản phim do Yoo Yeon-a, biên kịch Gwen Carter, Kim Ji-jong, Won In 1982 chấp bút. Những ngày qua, cuộc chiến giữa fandom hai mỹ nhân đình đám xứ Hàn là Sun Jae-jin và Song Hye-kyo nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt mới đây, netizen đã truyền tay nhau chia sẻ lại một phát ngôn của bạn gái huyền binh. Cụ thể trước đây, Sun Jae-jin từng cho biết bản thân cô không muốn trở thành diễn viên nếu như có kiếp sau. Nguyên nhân được nữ diễn viên đưa ra là vì không thích sự cạnh tranh, đấu đá và làm tổn thương nhau. Cô cho biết khi còn trẻ cô là người rất cầu toàn, hiện tại vẫn thế, nhưng đã hạ xuống một chút. Đặc biệt nữ diễn viên đề cập đến việc cô từng chịu nhiều khó khăn chỉ vì sự đấu đá trong môi trường showbiz. Tôi là một người có nhiều lo lắng và suy nghĩ. Khi tôi còn trẻ, tôi nhạy cảm và cầu toàn. Tất nhiên bây giờ tôi vẫn còn như thế, nhưng cũng đã gạt nó xuống một chút so với trước đây. Khi tôi chịu đựng những khoảnh khắc khó khăn chỉ vì sự đấu đá và đổ vỡ, tôi suy nghĩ rất nhiều vì bản thân không muốn bị tổn thương chút nào. Tôi nghĩ cuộc sống này ngắn ngủi lắm, Sun Jae-jin chia sẻ. Mỹ nhân họ Sun cũng từng nói đến việc mình luôn cố gắng tuân theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đạt được kỳ vọng của chính mình, nhưng những quy chuẩn gây không ít khó khăn cho cô. Đặc biệt Sun Jae-jin cho biết nếu có kiếp sau, cô sẽ không muốn làm diễn viên nữa. Mọi người xung quanh nói rằng tôi là một người cởi mở và dễ tính, nhưng tôi lại là một người sống rất nội tâm. Tôi luôn cố gắng tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đáp ứng kỳ vọng của chính mình, cũng như khán giả yêu thương tôi, nhưng vì cố gắng duy trì những quy chuẩn thật khó khăn với tôi. Có lẽ nếu tôi được sinh ra một lần nữa, tôi sẽ từ bỏ việc trở thành một nữ diễn viên. Phát ngôn của Sun Jae-jin khi được chia sẻ lại, ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán, đặc biệt là giữa lúc nghi bị fan Song Hye-kyo ném đá dấu tay. Theo đó, tất cả bài viết liên quan đến Sun Jae-jin trên hệ thống DC Gallery đều bị đổi thành Song Hye-kyo. Thậm chí hình ảnh của nữ diễn viên cũng đều bị thay đổi thành ảnh hôn hít của Song Hye-kyo và huynh binh. Điều này khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Về phía Sun Jae-jin, cô vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Nữ diễn viên hiện đang trong quá trình quay hình cho dự án phim 39. Phim dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm sau.